tục nha các bạn. Câu bài 1.1. Câu A. Câu A. Căn 112 trừ căn 63. Thì ở đây các bạn hãy dùng máy tính để hỗ trợ nha các bạn. Các bạn bấm căn. Bấm căn 112 bằng nè. Thì nó ra gì à? 4 căn 7. Thì các bạn viết như sau. Nè, các bạn viết chậm nè. Căn 4 này chính là 4 bình nha các bạn. Đó, nhân 7. Tiếp tục nè, trừ nè. Tiếp tục trừ nè. Căn 63 bằng. Thì nó ra 3 căn 7. Thì các bạn ghi căn 3 đó chính là 3 bình đó các bạn. Nhân 7. Rồi bằng nè. Thì các bạn nhớ công thức căn A nhân B bằng căn A nhân căn B. Vậy mình sẽ ra là căn 4 bình nhân căn 7 trừ căn 3 bình nhân căn 7. Sau đó tiếp tục các bạn nhớ công thức căn A bình bằng trị tuyệt đối A. Được chưa? Vậy bằng trị tuyệt đối của 4 nhân căn 7 trừ trị tuyệt đối của 3 nhân căn 7. Và 4 là số dương thì bỏ trị ra chỉnh nó. 3 là số dương bỏ trị ra chỉnh nó. 4 căn 7 trừ 3 căn 7. 4 mà trừ 3 còn 1. Vậy ra căn 7. Sau đó các bạn bấm y chang cái đề. Bấm y chang cái đề nha các bạn. Để kiểm tra xem có đúng không. 112 dăng ra trừ căn 36 bằng. Thì ra căn 7. Vậy đúng. Và các bạn đúng rồi. Vậy là các bạn lấy được điểm này rồi nha các bạn.